Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta giải cái khối Rubik là con multi skill dodecahedron. Multi là nó có nhiều lớp. Ở trong bạn thấy trong cái chấm ở trong nè, một lớp nè. Rồi tới cái răng răng nè, lớp giữa rồi lớp bên ngoài là cái này. Multi là nhiều con có lồng vào nhau. Còn skill là nó đi đường skill, nó đi nửa viên là skill. Dodecahedron là nó có 12 cái mặt. Thì con này á ở phía trong á, những cái răng này nó thật ra nó là một cái con gọi là con Rittle Pyramid. Thì mình đã làm cái clip giải rồi, nhưng mà con này có cái đặc biệt là bạn thấy ba một vòng mấy cái màu này nè, nó liền lạc với nhau không? Đây. Màu đỏ này nó dính với nhau. Thì nó con này nó có ba cái mặt này. Nó băng gadget, băng gịch đó là nó bị dính lại. Nếu như bạn gỡ này ra thì bạn thấy nó có ba cái miếng nó nối qua đây, nó nối từ đây qua đây, nối qua đây qua đây. Cho nên là bạn muốn nó đổi thành màu nào thì bạn gỡ màu đó ra, bạn gỡ ra rồi bạn để cái miếng đó ở góc đó, ở góc nào bạn muốn đó, thì cái màu đó nó sẽ bị dính lại. Cho nên bạn dẫn tới cái việc là bạn thấy ở đây nè, nó xoay nó ở trong nó cắt nè, bạn thấy nó chạy trong không? Nhưng mà có những chỗ nó không chạy trong, giả sử chỗ đây nè, cái này nó không chạy, quay mặt này nó chạy nè, có những quay cái mặt nó không chạy, nhưng mặt này nè không chạy nên đợi nó bị dính lại bên mặt bên này rồi, nè. Nó không chạy mặt này, nó không chạy đó, nó đi theo luôn, nó giữ nguyên khối luôn đó, cho nên nó có ba cái mặt này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ giải cái lớp mấy cái răng này nè, cho nó trùng với lại cái chấm ở trong, cái chấm tầm ở trong. Thì những cái răng này nó có hai viên, một là viên cạnh nó có hai màu, từ màu bên này nó dẫn nó nối qua bên này, giả sử như màu trắng này xanh này, từ đây nó qua đây là một viên, nó là một viên mà có hai đầu, đó là viên cạnh. Còn viên gốc là nó có ba màu. Để mà đây nè, bạn thấy nó đen đen ở trong không? Đó, nó là cái viên lớn vậy nè, nó bắt qua đây, nó bắt qua đây luôn. Nhưng nó lòi cái đầu này ra, nó dán tích cơ đó. Thì đó, bạn thấy nó qua đây là xám nè, xanh nè. Nó là một miếng mà có ba màu. Thì mình giải cái gốc trước, rồi sau đó mình giải cái cạnh sao. Thì nếu mình giải cái gốc thì cái nó y chang cái viên này. Thì mình giải giống như y chang cái viên Kilomin này nè. Thì để mình giải gốc thì mình chỉ dùng cái cách là giải bình thường giống như giải viên cái viên này thôi. Chỉ có mặt cuối cùng thì chúng ta làm công thức. Thì chúng ta ưu tiên giải ba cái mặt mà bị dính lại, bị băng lại trước. Thì vậy ta để vậy đi, ta cho cái mặt đỏ này là cái mặt trên này. Chọn một mặt, lấy mặt đỏ là mặt ở trên này. Còn mấy mặt xung quanh ta giải đỏ trước, rồi ta giải hai cái này. Rồi ta giải mấy cái viên xung quanh đây là xong. Ta giải gốc à. Đây có gốc đỏ nè. Góc đỏ này, đỏ, trắng, xanh. Thì nó nằm ở đâu? Không đúng. Vì không đúng rồi, cái này là xanh mà. Trắng không đúng, vì là góc khác. Tìm một cái góc đỏ khác đây, góc đỏ này. Nhìn qua. Thế là rồi, đây, đó. Đỏ này, đỏ này. Đỏ, xanh là đúng này, đúng xanh này. Này trắng nè. Rồi. Dưới cái đỏ còn lại nằm đây. Giờ đem xuống, xoay nó lại. Đưa nó ra ngoài, xoay lại. Rồi đưa nó lên. Đó. Đưa nó lên thì cái này nó bị găng ra. Vậy thì mình phải né nó qua. Đem này xuống. Đem góc này xuống. Kết góc này vô thành hai góc. Rồi đem nó lên. Rồi. Cái cạnh này nó vô tình, cạnh đỏ này vô tình là đúng đó, chứ không phải là. Rồi, mình được bốn góc của cái mặt đỏ rồi. Mình làm tiếp cái mặt này là mặt hồng đi. Hồng này có viên hồng này vô, hồng đỏ là vô rồi. Hồng đỏ xanh, ở đây là hồng xanh dương với lại xanh lá. Đây, con này đây. Con này nằm ở đây, đưa lên. Đưa lên là đưa. Đưa qua này ha. Không được. Không được, nó nằm phía bên này.
xanh dương, cái này hồng, hồng xanh lá xám, à, nằm đây, đây. Đưa lên đây không được, à, mình phải đưa cái chiều này lên, chứ lên đây nó bị xoay, bị lật à. Xám, xám nằm đây, hồng nằm bên này, mình đem xuống, đưa nó ra làm sao, đẩy nó lên, à, lật lại nè, đưa lên, đây cái hồng này vô này, hồng xanh lá, xanh. Rồi còn cái hồng này đem xuống, đem nó ra làm sao, lật cái nữa. Đây, nó vô đây. Né nó ra. Đem xuống. Đây, hồng vô. Đem lên. Vậy ta giải quyết xong cái mặt hồng. Rồi, cái mặt vàng lợt. Vàng lợt đây, vàng lợt xanh. À, đây có sẵn cái vàng lợt này. Vàng lợt vàng. Vàng lợt xanh nâu đúng à, còn cái nữa, cái này vô đây thì né ra đi xuống kéo lên rồi, ta được cái vàng lợt rồi, vậy là được hai mặt rồi, ba mặt, cái mặt này trên, mặt nắp ở trên rồi, hai mặt này, vậy là mặt xanh này, mặt xanh này thì nó vô hai con này rồi. Con này đúng rồi. Còn hai con nữa. Con này đúng luôn. Con này vô tình đúng luôn. Còn con chỗ này nữa. Để nằm đâu? Đây. Dưới này. Bỏ xuống. Đem qua không, đem không được. Này. Con này lên đây. Nó bị lật rồi, để đem ra lên, vô nè, đem ra sao luôn. Rồi. Đây, đem xuống, nó bị lật rồi, đẩy ra sao cái nữa. À, nó đây, nó đem lên đây ha. Xanh này với lại trắng nè, đúng rồi nè. Nghe ra. Rồi, xuống. Không biết các bạn thấy không, ở trong này nó khó thấy. Xuống. Đem lên, đó, xanh này. Đem lên. Đó, đủ 1, 2, 3, 4, 5. 50 góc đủ rồi. Vàng đúng rồi, vàng đúng rồi. Rồi, tới trắng. Trắng này đúng rồi, còn hai cái nữa. Một là cái này đây. Giải cái bên này trước. Bên này là trắng, xanh, dương với tím. Trắng nè, tím nè. Cái này vàng, không đúng. Đây, trắng tím xanh dương ở đây. Rồi. Đem lại. Bị lọt rồi nè. Lọt rồi. Đem xuống. Xoay qua đây. Đâu rồi, trắng tím xanh dương. Trắng tím xanh dương. Rồi, vô. Đây, trắng nè. Xanh dương nè. Tím nè, đúng rồi. Rồi, còn con trắng nữa đâu. Đây, trắng nè, đây. Đem lại. Rồi, đem vô. Để né ra. Đem xuống. Đón về. Đây, rồi, ta xong cái trắng. Trắng, vàng, tím. Rồi, đúng. Tiếp. Chỉnh lại cho nó thẳng. Xanh này đúng rồi, còn cái xanh ở đây nữa thôi là xong. Dương. Xanh đâu? Đây, nằm dưới này, quay nó qua.
Đây, nó đây, vì mình né ra, đem xuống, đem lên, đem lên. Rồi, vậy chúng ta đã xong nè, xong cái mặt đỏ này rồi, những mặt xung quanh là xong một nửa cái quả, lật lại. Vậy mình còn lại làm những cái góc ở cái mặt này thôi. Thì làm cái góc mặt này á, trước tiên thì bạn phải làm cho đúng vị trí. Làm cho đúng vị trí á, thì nó có cái công thức của nó, mà công thức của nó còn đi ba đường. Một á là cái đường đường này nè, đường còn đi là cái đường U, cái đường trên này, và còn đi là cái đường R và đường L. Nhưng mà bạn thấy cái chỗ này nè, nó đi L được nè, nó cắt nè, bạn thấy nó cắt cái trong không? Còn này đi L này nó bị dính ở trong nè. Cho nên mình phải tìm một cái tâm nào đó mà nó đi được hai đường. Thì đối với con của mình á, là con này nó đi được cái tâm màu nâu, nó đáp ứng được việc đó. Đây nè, màu xám chứ, đây nè, nó cắt nè, bạn thấy nó cắt không? Nó cắt ở trong được, cái này cắt ở trong được nè, đó. Thì con của bạn tùy mỗi con mà bạn tìm ra cái đường. Giả sử con không được thì bạn tìm tới con khác. Con không được nè, mặt này không được nè, mặt này tím này được nè, được nè, mặt tím cũng được. Dùng mặt tím đi cũng được, dùng mặt nâu đi cũng được. Rồi bây giờ mình dùng cái mặt này để mình di chuyển ba cái góc này. Hai cái góc ở đây nó sẽ cố định, và ba góc này nó sẽ di chuyển. Góc này qua đây, góc này qua đây, và góc ở đây sẽ qua đây. Vậy thì mình sẽ kiếm coi cái góc nào nó đúng chưa, coi cái góc hai góc nào nó gần nhau. Giờ mình kiếm cái nâu luôn đi. Này cái nâu nè, nâu cam với xanh lợt ở đây. Vậy góc này đúng nè, góc này đúng. Tìm một góc nâu nữa, góc nâu này nằm đây. Vì mình muốn cái góc nâu này nó nằm qua đây, vậy thì mình đẩy nó qua đây đi, mình đẩy nó qua bên này. Mình sẽ làm hai lần. Không được, vậy thì mình cho cái góc này đúng trước đi. Góc nâu với xanh lá này, nâu xanh lá đây. Đây, nâu nè, xanh lá là cái này cam, vậy góc này đúng. Thì mình để cho cái góc kia nó về gần cái góc này, nó về đây, nó nằm cái góc nâu còn lại nó nằm ở phía bên tay trái cái góc phía tay phải của góc nâu này, là góc nâu này đây, nó nằm đây. Vậy thì mình dịch nó qua bên này. Vì mình cho nó xuống dưới đây, làm cái nó sẽ lọt xuống đây. Rồi xong mình xoay cái này qua. Mình xoay này qua, mình làm cái nữa cho nó lọt xuống, cho hai cái góc nâu nó sát bên nhau. Lâu quá ha. Vì mình tìm góc khác đi. Có hai góc nào. Tím cũng cách xa nhau nè. Vàng. Mình coi vàng được không? Vàng đây, vàng xanh lá đó là đúng. Vậy cái vàng kia nằm đây, vậy mình lấy cái vàng này đi, vàng xanh lá đây, góc này đúng, mình cho góc này đúng trước. Giờ cái vàng nằm đây, vậy mình đẩy nó qua bên này. Vàng xanh lá, vì cái vàng tím đây là vàng xanh lá, thì vàng tím nó nằm bên tay trái đây. Cái vàng tím đâu, vàng tím đâu, cái vàng tím nó nằm bên này đây, vàng này, tím này, cái này là vàng xanh lá. Vậy mình để vàng xanh lá xuống đây. Giữ cố định đây, thì vàng tím nó chạy về đây. Cái mặt nào cũng lâu hết trơn á, cái nào nó cũng chậm hết trơn.
Rồi làm cái để cho vàng tím nó về đây đi. Rồi công thức nó như sau. À, mình thử trên này nè. Nè. U U R lên nè. Ui ui. Ly lên nè. U U R xuống nè. Ly ly L xuống nè. Mình thấy hai viên này giữ nguyên không? Còn ba viên này nó thay đổi nè. Đó, nó thay đổi nó lật luôn. Ừ. Viên ở đây nó nhảy lên đây, viên này nhảy lên đây, viên này nhảy lên đây. Đó, mình làm y chang bên này. Nó khác là mình phải lựa cái mặt thôi. Rồi. U U R Ui Ui Ly U U Ri Ui Ui L Đó. Rồi cái vàng của mình nó chạy đi đâu? Vàng nó chạy qua đây. Rồi, vậy thì mình làm một cái nữa. Mình làm một cái nữa. Cái vàng tím mà. Vàng xanh. Kéo nó lại. Cái vàng này nó nằm đây ha. Vàng nằm đây. Vàng mình đang nằm đây. Mình cái vàng kia nó đâu? À, làm gì không được các bạn, làm gì nó chậm quá. Làm gì nó chậm quá. À, mình làm lại cái nâu đi. Làm cái nâu. Xám cho xám. Xám xanh. Xám xanh. Vì cái kia nó phải, cái xám xanh thì phải nằm đây. Vì cái xám kia phải nằm bên này. Vì nó nằm bên tay phải. Đâu cái xám nữa. Đây cái xám. Rồi. À vậy đúng là cái xám vô nè. Đó đó, đâu vô đâu. Xám này nằm đây. Đây, cái xám này nằm đây. Xám kia nó lọt ra đây. Hai xám này đang nằm ngược chiều nhau. Để xuống này. Rồi, làm cái cho xám này dăng xuống đây đi. U U R Ui Ui L A Ly chứ. U U Ly Ui Ui L xám xanh đây, xám kia nằm ở đây, rồi nhích qua,
Vì xám này mình muốn lên đây, mình xuống xám xuống đây, vậy lên đây rồi xuống đây. Vậy làm hai lần nữa là cái xám nó về. Đúng. Ô ô. R. Ôi ôi. Lê. Ô ô. Rê. Ôi ôi. L. Rồi làm cái nữa cho xám này lọt xuống. O O R. Ôi ôi. Lê. O O R. Ôi ôi. L. Rồi. Rồi mình quay cái xám về nè. Đây hai cái xám nó vô nè bạn thấy không? Xám xanh và xám xám xanh lợt. Rồi vậy là còn lại ba viên kia, coi cái kia đúng chưa. Cái này là tím xanh chưa đúng, vậy thì mình đem hai cái này nó đã đúng rồi, mình để chỗ đây thì mình di chuyển ba cái viên kia, mình di chuyển hoàn lát là nó đúng thôi. O O R. Ôi ôi. Lê. Ô ô. Rê. Ôi ôi. L. À, mình đem hai cái xám này về coi mấy kia đúng chưa. À, đúng rồi, xanh lá đúng rồi nè, vàng đúng rồi nè, cái này tím vàng, tím vàng đúng rồi nè. Rồi cái này xanh lợt tím, rồi vậy là đúng xong. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xoay lật góc. Lật góc là mình cần cái gì? Mình cần là ri đi r r d ri đi r d. Vậy mình lật cái đó là lật lên xuống, rồi lật lên là đi ri d r đi ri d r. Vậy mình còn cái đường nào? Mình còn cái đường đường chéo này. Với lại còn cái đường đường này. Và dĩ nhiên cứ còn cái đường này nó để mình đổi góc. Vì mình kiểm tra cái nào nó đạt hai cái việc này, là cái việc chéo này là cái mặt này là được. Đối với con của mình nó nằm ở mặt xuất màu tím. Còn đối với con của bạn thì bạn tìm. Hay giả sử như con này nè. Con xám này nó được hai cái đường R và đường L. Nhưng mà cái đường đường đi này không được, à, nó bị dính. À, cái màu tím nè. Màu tím nó được cái đường này. Bạn thấy nó cắt không? Đó. Cái chấm tím ở trong á là anh được cái đường này nữa. Đó. Nó được hai đường này, mình kiểm tra mình coi cái này, cái như cái này không được nè, đó. Không được, thì mình lấy cái này ha. Mình lấy cái chỗ này để mình làm. Chỗ này làm thì coi cái góc nào cần lật. Cái góc này cần lật luôn nè. Góc này cái màu cam ở đây, trong thiên cái tâm này thì mình cần lật xuống gì? Thì xuống là R D R D R D R D. Rồi giữ nguyên cái mặt này ha. Đó, nó lên rồi nè. Vậy còn một góc nữa, góc ở đây. Góc này nữa, thì góc này đem qua. Góc này cam nằm dưới này mình lật lên. Đó. D R D R D R D R. Rồi xong. Em thấy tất cả màu cam nó được lật lên. Góc màu cam lật lên hết nè. Góc xanh nè. À mình chưa đưa lại chứ. Quay trở lại. Góc tím nè. 5 góc tím, 5 góc vàng. Đó, góc đã xong. Rồi chúng ta đã giai đoạn đầu tiên. Chúng ta tới cái bước thứ hai là chúng ta làm cảnh. Cảnh này dùng công thức tới tới lui lui, hay là xuống xuống lên lên thôi. Vậy mình ưu tiên làm cái màu đỏ trước. Đỏ xanh, còn đỏ xanh nằm đây. Thì cái chỗ này nó bị băng gạch, mình làm không được. Làm không được tại cái chỗ này thì mình phải đem cái chỗ này đi chỗ khác, tới cái chỗ mà làm được á. À, chỗ này làm được nè. Đó, mình kiếm cái chỗ nào làm được mình làm. Chỗ này chạy được nè. Đó, ví dụ như vậy. Mình không làm được chỗ này thì mình cầm cái miếng này tới cái chỗ khác mình làm.